Lên lên tầng 2, lên 2, ném bom lên tầng 2. Một thằng chạy xuống dưới này. Lên tầng 2, lên tầng 2. Đấy, ok ok, lên tầng 2 này. Lên này, đánh này, đánh này. Hai thằng trên tầng 2. Nét, 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 okay, 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 okay. Tao ném nét, tao ném nét. Ok ok. Còn một thằng nữa, còn một thằng nữa, đang mới gạt thôi, đang mới gạt thôi. Đi sân hết mà. Chết mà gặp thằng nào bắn hay hay thì soi cho nó sướng. Lỡ ba chết mà gặp chúng thằng nào bắn hay hay thì soi, soi nó thôi. Cô méo không sợ nha, cố gắng nha. Để bóng sáng giờ. Sáng giờ hả? Kinh 2 là chạy là tới đẹp mà. Canh bay xuống trước đó bạn. Tới thì bay tới rồi nhưng mà giữ canh xuống trước nè. Chứ một cây 2 bình thường mà. Giữ canh xuống trước rồi, bay thì bay tới rồi. Không, thấy xuống trước nó không? Hợp lý. Nó tuổi gì? Một tắt bên kia rồi. Anh em chia nhà ra. Ui, sẽ quay qua này nữa rồi. Ok, đáng nhảy bên kia đi. Ồ, sao nhảy xuống có cái súng này trên đất thế này. What the hell. Ồ, lag. Còn lag nó chưa lên. Ôi, nó bay lên đầy. Ôi, lag. Ôi, lag thế. Nó bắn xem chết thằng kia rồi. Nóc 1 trên nóc này, gạt luôn. Đó, tao gạt một thằng trên nóc rồi đấy. Trời ơi, xanh mày trốn với tao đi. Ôi, sao lag vậy ta. Dùm nó nằm lên cái tao lag. Dùm nó nằm tao lag, phải hay không. Bên đây còn một thằng nữa nè. Là nóc của nó kìa. Nóc ở chỗ nào vậy? Lộn mẹ rồi. Không được, không được. À, trên nóc. À, trên nóc có, trên giá có một thằng nữa nè. Enemies ahead. Bắn em đó. Không có cốt không bắn được rồi. Enemies ahead. Ở chân giáo ngay chỗ đó luôn. Ơi mù mắt thế. Đậu xanh bắn. Trời. Hơn nhóm ngược giết nó đi. Nó thì nhận giá đúng rồi. Rồi chạy nè. Gạt nè. Xeo kho. Ui gì vậy em? Lia. Này ra xem. Ui. Quá thật. Lia rồi đấy. Nóng bà chẳng kẹo cả. Ba lô 2 trong hồn kìa anh. Anh có ba lô 3 rồi em ơi. Mới nhận được ba lô 3 luôn. Boss hả? Còn dính mấy nhà hả em? Ủa Hải còn có ấn khẩu à? Cá nhiều nó chưa rớt mà. À, anh đang bay tới nữa nè. Danh hả? Danh chuẩn bị lên cờ rau á em. Chuẩn bị lên cờ rau á. Bánh ngày này nữa chắc lên cờ rau. Cờ rau một cái nè. Rồi. Lấy đi, pin lấy cái đó chứ đi. Ai Google này. Tao được khẩu ốp mà, ai có cái khẩu bắn xe gì, quên có cái cốp gì bắn xe không? Rồi, cho lấy cốp 8 rồi đây. Lấy cốp 8 rồi đây. Ai Google chẳng quá. Hay là tao bắn ai Google ta, mày lấy ai Google cho. Này, đang có một người nếu nào đang bấy này. Ok ok, ngon. Cái có 3 nãy rồi. Cái này là gác cái mấy nhà. Đỡ ta quanh nét. Né tao có ném một nét lận. Được cho lọt xuống dưới mà lo gì. Cứ bình tĩnh. Bùm. Lọt số keo. Bùm. Thấy chưa?
một thắc một. Có. Ôi, trận này X8 nữa, ốp X8 nữa, top 1 rồi anh em ơi. Ok, em Văn Phạm nha. Công việc chính của anh là YouTube luôn hay sao? Không, công việc chính của anh là mở quán net em ơi. Nhà anh mở quán net nha. Ê, có người. Nóc 1, cứ bình tĩnh. Anh em cứ bình tĩnh, đậu xanh mà dám bắn tao, yếu rồi mày. Thầy bạn ơi, tao gạt này, ok. Anh sẽ gạt anh. Rồi, mắt này muốn chết rồi. Liều này đẹp ấy. Xong rồi. Quá đẹp. Dám bắn bọn anh à, đậu xanh. Máu rồi, tao máu. Còn đúng một cục máu vãi luôn. Rồi lúa đi, mắt này giàu lắm. Ê, gì đây? Đây, một thằng. Ok mình. Ui, đâu ra chạy tới như thánh vậy? Đó boss đấy, quên đánh người chứ lộn. Đừng nói lên bờ nó cam trước cái thí bệ. Ê, có xe kìa, và mẹ nó thấy xe không? Hướng 330 đang định vào khu nhà mình luôn hay sao á? Thôi mình té bắt đầu đi. Mái nhà. Ok. Thôi. Tao, mái nhà này. Cứ bình tĩnh ráng canh đầu nha. Đéo, ở đây được hay. Đại vô này. Lên tầng 2, ném bom lên tầng 2. Một thằng chạy bên dưới này. Lên tầng 2. Ok, lên tầng 2 này. Lên này, đánh này. Hai thằng trên tầng 2. Ok. Còn một thằng nữa, đang bắt gạt thôi. Chạy xe. Chạy xe, nó chạy xe không? Bay hả? Lên nhà chấm đỏ nha em ơi. Ok. Chạy đi. Đi theo thính trước mặt đi em, trong bò luôn á. Anh em đang xem thì like share dùm video nha mọi người. Mọi người ủng hộ mình bằng cách like share dùm video nha. Từ có lọc mặt mắt xe em. Cứ bình tĩnh. Nếu khu nhà ra, khu nhà có người nó cam chết á. Đừng có ship. Quẹo phải tới em ơi, quẹo phải đi. Quẹo phải đi, đừng đi ngang bằng khu nhà này. Rồi. Càng mà thính này đẹp, tâm thành trong khu nhà dưới luôn, tâm thành trong khu nhà dưới cam thính luôn. Đúng rồi, khu nhà chấm đỏ này. Trên đồi. Cứ đợi vô nhà, đừng đứng dưới đường. Rồi, cứ đợi vô nhà đó. Rồi, cứ đợi chơi thôi. Cho thẳng nhà chơi thôi. Nhà đứng cam cho nó thật dở. Lát vào ta. Giật gương luôn rồi này. Anh, thương thôi đó, nó bị bắn kìa. Ôi, sao lưng có nha. Nhà kho bạn. Nha. Nghe thính này. Nghe thính chạy kìa, đậu xanh. Nghe thính chạy này. Thính chạy lên mình, chạy vô nhà kho luôn này. Ôi, chỗ này thấp quá, không bắn được rồi. Ôi, sao nó giật lắc khó chịu vậy. Thế lô càng nguyện lên nha em. Thầy lắm, ráng gạt đường nào gạt luôn em ơi. Nhà kho, 4 thằng nữa nhà kho nó mất tiêu rồi. Ê, một thằng chạy trên núi chạy xuống nè. Trên đồi chạy nè. Đúng rồi, chạy đây. Enemies ahead. Ôi, không trúng kìa. Xong. Hay lắm bạn. Gạt luôn rồi mày.
gạt luôn này. Ba thằng nữa, chân đòi còn, chân đòi còn ta, hay là chân đòi đằng này. Enemies ahead. Vừa chạy trên một số này. Nhà vệ sinh gỗ. Trong kho hình như trong kho còn hai thằng thì sao nha. Trong kho nãy nó bắn chưa hết à. Trong kho có một thằng một. Hai team bắn nhau, một bây giờ không bắn nữa thì còn một thằng nữa chứ mấy. Chưa thấy. Rồi còn một, ối còn hai. Em bắn trên đồi nhá, em bắn trên đồi nhá. Đòi à, chết luôn hả? Chết luôn rồi, chắc chắn còn hai thằng trong kho mẹ rồi. Còn hai thằng trong kho rồi. Enemies ahead. Hết rồi. Em bắn đòi nào? Đòi 265 hả? Enemies ahead. Lên xe vô nhé này nè. Đây. Đó nào vậy? Đây lên xe lái vô giữa bo. Vô giữa bo lái tấm 1 rồi. Ba thằng vào nhà kho luôn, kiếm ở nhà kho á. Thế sao nếu mà biết nó nhà kho thì mình lên đây mình đứng mình cam được nè. Nước này đủ chơi, nó còn mình nó chứ mấy. Nó ngồi bo mà. Thấy nó mà em bắn cưa vậy. Nằm má lấy một viên trúng người mới ghê chứ. Thôi tấm 1 thôi, tao anh mẹ kêu đó. Ok, quá hay anh em. Anh em thấy hay thì đừng quên cho mình một like, share, ủng hộ video nha. Bánh cùng tem là quá gắt luôn. Một easy bánh 7-8 kêu vậy chứ. Buồn thanh 23 kêu gắt thế. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Duy Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký cho này nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.